thì cứ cho là tôi dụ dỗ thằng Tùng Lâm đi. Thì đã sao, Tùng Lâm phải tự nhận thức về những việc mình làm và tự chịu trách nhiệm. Nó có phải là đứa trẻ lên ba nữa đâu. Anh là người có ăn có học, con nhà gia thế mà nói ra những lời như vậy sao? Anh lớn hơn Tùng Lâm mấy tuổi đó. Việc mà bạn ấy bị ảnh hưởng theo lối sống của anh, tất cả là do anh đó. Thả ra. Nhưng mà tao nói thả ra. Đi đi. Ai kêu mày làm gì vậy? Dạ, em thấy nó theo dõi anh với anh Thành. Mày làm vậy là giết chết tao rồi biết không? Lỡ như nó là công an chịu thì sao? Dạ, nó không phải công an, nó trong bọn tứ hổ rồi ca. Sao mày biết? Em nhớ mặt nó mà. Nó là một trong những thằng đàn em của Hùng Đầu Bạc. Em xin lấy đầu của em ra để đảm bảo với đại ca. Nếu như nó là đàn em của tứ hổ thì quả mày gây ra cũng không có nhỏ đâu. Alo. À, tôi Hoàng Phát xin nghe. Chào ông Hoàng Phát. Cảm ơn món quà mà ông đã ưu ái dành cho đệ tử của tôi. Ờ, xin lỗi ông, đó chỉ là một sự hiểu lầm mà thôi. Chiều mai mời ông đến biệt thự riêng của tôi. Chúng ta sẽ trao đổi một số vấn đề. Nếu ông từ chối thì tôi coi đây là một lời thách thức. Chào ông. À, dạ mà. Alo. Alo.